Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Trung Quốc phát hiện ổ dịch COVID-19 mới lớn chưa từng có. Vì sao số ca COVID-19 ở Bình Dương tăng mạnh? Phú Yên muốn đón lao động từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đối mặt với thách thức khi số ca COVID-19 tăng vọt, trong lúc khu vực này vẫn đang phải đối phó với hậu quả của trận lũ lụt lịch sử hồi tuần trước. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, ngày 31 tháng 7 ghi nhận 27 ca COVID-19, trong đó 16 ca không có triệu chứng. Thành phố này chính thức trở thành một điểm nóng mới. Sau Nam Kinh, nơi xảy ra ổ dịch được mô tả là nghiêm trọng nhất Trung Quốc sau đợt dịch tại Vũ Hán hồi năm ngoái. Diễn biến ổ dịch ở Trịnh Châu diễn ra khá là nhanh, khi ngày 30 tháng 7, thành phố này mới phát hiện ca COVID-19 không triệu chứng đầu tiên. Wang Songcheng, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh ở Trịnh Châu cho hay, hầu hết các ca COVID-19 đều ở Bệnh viện Nhân dân số 6, bao gồm nhân viên vệ sinh, nhân viên y tế, bệnh nhân nội trú. Ông Wang nhận định, điều này cho thấy lỗ hổng trong phòng dịch ở bệnh viện. Vốn được chỉ định làm cơ sở điều trị bệnh nhân không triệu chứng nhập cảnh từ nước ngoài vào Trịnh Châu. Ông Wang nói rằng, nếu so sánh với các ổ dịch ở thành phố như là Nam Kinh, Giang Tô, Trương Gia Giới, Hồ Nam hay là Thành Đô, Tứ Xuyên, tình hình dịch bệnh ở Trịnh Châu lây lan rất nhanh, trong khi người bệnh có tải lượng virus lớn và sẽ mất nhiều thời gian để trở về tình trạng âm tính. Trịnh Châu đang đối mặt với hàng loạt thách thức lớn khi thành phố này vừa trải qua trận lũ nghìn năm có một, làm 51 người thiệt mạng. Trong khi đó, tỉnh Hà Nam ghi nhận 99 người chết vì lũ lụt. Trịnh Châu hiện có một khu vực nguy cơ cao, 3 khu vực nguy cơ trung bình và đang tiến hành xét nghiệm toàn dân. Người đứng đầu Ủy ban Y tế Trịnh Châu đã bị sa thải sau khi thành phố này ghi nhận ca nhiễm không triệu chứng và nhiều ca nghi nhiễm hôm 30 tháng 7. Bí thư tỉnh Hà Nam Lâu Yang Sheng hôm 31 tháng 7 kêu gọi áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn virus lây lan. Ông Lâu kêu gọi mở cuộc họp điều tra rõ ràng về tìm ra nguồn gốc và đường lây lan của mầm bệnh ở Trịnh Châu càng nhanh càng tốt. Người dân sẽ không được rời tỉnh Hà Nam trừ khi có việc cần thiết. Vì sao số ca COVID-19 ở Bình Dương tăng mạnh? 15 ngày xét nghiệm diện rộng, trung bình mỗi ngày Bình Dương ghi nhận 825 ca nhiễm, hơn 6,9 lần trước đó, dự báo con số này tiếp tục tăng trong những ngày tới. Theo Sở Y tế Bình Dương, số lượng F0 tăng nhanh những ngày giãn cách xã hội do tỉnh đang thực hiện xét nghiệm trên diện rộng với khoảng 1,8 triệu người, chiếm hơn 70% dân số toàn tỉnh, để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Lũy kế sau 13 ngày sàng lọc diện rộng đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1,2 triệu người. Kết quả phát hiện có 12.284 người nghi mắc COVID-19, tỷ lệ là 1,0%. Trước khi thực hiện ngày hôm 17 tháng 7, hai ngày trước giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, tỉnh đã ghi nhận 2.175 ca trong 47 ngày. 15 ngày sau, tỉnh đã ghi nhận 12.380 ca trong khi 15 ngày trước đó có 1.789 ca, tức là khoảng 119 ca mỗi ngày. Trong đó, nhiều ngày số ca là hơn 1.000, riêng hôm qua cao nhất với 2.075 ca. Ngoài ra, trong thời gian giãn cách xã hội, có nhiều công ty ba tại chỗ xuất hiện ca nhiễm do cùng làm việc, ăn ở với nhau, nên diễn tiến lây lan rất nhanh. Một số công ty có ca nhiễm nhiều như công ty trách nhiệm hữu hạn Estate Vina có 340 ca, công ty gỗ Long Việt có 248 ca, công ty trách nhiệm hữu hạn Timberland có 233 ca. Ông Trương Hùng Dũng, chủ tịch công đoàn của công ty trách nhiệm hữu hạn Estate Vina cho biết, có nhiều khu vực nhà máy là phòng kín sử dụng máy lạnh, cùng với việc chậm xét nghiệm, kết quả trả về trễ đã không phát hiện kịp thời người mang mầm bệnh khiến cho dịch lây lan. Trong đợt dịch này, tỉnh đã phát hiện 46 ổ dịch, phần lớn từ chuỗi lây nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh với biến chủng Delta. Trong đó có 42 ổ dịch chưa được kiểm soát, bao gồm 20 ổ dịch trong tỉnh, 10 ổ dịch lây lan thứ phát có nguồn lây từ ổ dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và 12 ổ dịch chưa rõ nguồn lây phát hiện qua test nhanh tại các cơ sở y tế. Nguyên nhân các ổ dịch lây lan nhanh được ngành y tế tỉnh nhận định do địa phương tập trung nhiều công ty, xí nghiệp
và mật độ nhà trọ ẩm thấp, dày đặc. Bình Dương có 2,5 triệu dân, giáp với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Phước. Đây là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất phía Nam với gần 50.000 doanh nghiệp, hơn 1,2 triệu lao động. Nhiều khu nhà trọ đan xen với các nhà máy xí nghiệp. Vì vậy, theo Sở Y tế, mầm bệnh xâm nhập từ các khu nhà trọ vào công ty xí nghiệp, rồi từ công nhân lan ra các khu trọ khác, tạo thành các ổ dịch lớn. Theo một lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, thời gian đầu công tác xét nghiệm gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, trang thiết bị. Công suất xét nghiệm của tỉnh thời điểm cuối tháng 6 chỉ đạt 3.000 mẫu đơn mỗi ngày, nên chỉ tập trung xét nghiệm sàng lọc những khu phong tỏa, cách ly, ổ dịch nguy cơ lây nhiễm cao, chưa thể xét nghiệm quy mô rộng. Sau khi được sự hỗ trợ nhân lực từ Bộ Y tế và các tỉnh, Bình Dương mở rộng, tăng cường xét nghiệm diện rộng. Để thực hiện, tỉnh đã tăng cường 12 máy RT-PCR với năng lực xét nghiệm 8.000 mẫu đơn mỗi ngày, 80.000 mẫu gộp 10 người, đang vận động xã hội hóa xét nghiệm với doanh nghiệp để nâng năng lực xét nghiệm lên trên 100.000 đến 300.000 mẫu gộp mỗi ngày. Tỉnh đang thực hiện chiến lược thu hẹp vùng đỏ gồm thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên. Vùng vàng bao gồm thị xã Bến Cát và huyện Bào Bàng. Tại hai vùng này, ngành y tế ưu tiên test nhanh tại các công ty, xí nghiệp và tầm soát bằng phương pháp lấy mẫu gộp cho người dân sống trong các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch trong cộng đồng. Để đảm bảo lấy mẫu nhanh, có trọng tâm và nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của tỉnh đã thành lập 600 đội lấy mẫu cơ động, huy động toàn bộ lực lượng cán bộ y tế, kể cả các cơ sở y tế tư nhân, các trường đào tạo y khoa, sinh viên từ trường y khoa do Bộ Y tế chi viện. Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch tỉnh Bình Dương, với việc xét nghiệm diện rộng, dự báo thời gian sắp tới, số ca nhiễm có thể đạt 20.000 đến 25.000 ca. Nhằm đảm bảo năng lực đáp ứng cho công tác phòng chống dịch, sắp tới tỉnh tiếp tục thần tốc hơn nữa trong công tác xét nghiệm sàng lọc diện rộng, trả kết quả nhanh không quá 12 tiếng để sớm phát hiện, tách ngay F0 ra khỏi cộng đồng, ông Minh nói. Để đáp ứng số ca tăng nhanh, Bình Dương sẽ đầu tư thêm các khu cách ly tập trung, đảm bảo 50.000 giường và mở rộng lên 100.000 giường, bổ sung khu điều trị bệnh nhân đáp ứng 5.000 giường và nâng lên 20.000 giường. Đồng thời khẩn trương mua sắm các vật tư, thiết bị, test, sinh phẩm, đảm bảo đủ yêu cầu ứng phó khẩn cấp, đầu tư 60 máy thở, mặt nạ thở oxy, máy đo nồng độ oxy SP02 phục vụ điều trị. Chủ tịch tỉnh Bình Dương cho biết, đến sáng nay, tỉnh đã ghi nhận 16.094 ca, có 83 ca tử vong, chiếm 11% ca nhiễm cả nước, đứng thứ hai sau thành phố Hồ Chí Minh. Để giảm số bệnh nhân tử vong, Bình Dương thực hiện mô hình điều trị tháp 3 tầng. Tầng 1 tiếp nhận các trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với 6.000 giường. Tầng 2 điều trị bệnh nhân mức độ nhẹ, vừa với 3.500 giường. Tầng 3 điều trị bệnh nhân mức độ nặng và nguy kịch với khoảng 1.000 giường và tiếp tục mở rộng. Trước diễn biến của dịch bệnh hiện nay, Bình Dương đã kiến nghị chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm 1.486 bác sĩ, hơn 4.000 điều dưỡng, kỹ thuật viên và các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Lãnh đạo Bình Dương cho biết, giải pháp lâu dài chặn COVID-19 là vaccine, nhưng hiện việc tiêm vaccine tại tỉnh còn rất hạn chế. Đến nay có 78.599 người đã tiêm, trong đó có 72.472 người mũi 1, 6.127 người tiêm mũi 2. Tỉnh đang triển khai chiến dịch tiêm chủng 307.000 liều. Việc này sẽ được thực hiện 2 điểm tiêm cố định ở 91 xã, phường, thị trấn và các điểm tiêm lưu động 100 bàn ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp. Với tiến độ 30.000 người một ngày, dự kiến khoảng nửa tháng là hoàn thành chiến dịch. Theo kế hoạch, từ tháng 7 đến tháng 9, Bình Dương sẽ có khoảng 1,3 triệu liều vaccine đặt mua và Bộ Y tế phân bổ. Tỉnh cũng đặt mục tiêu để đạt miễn dịch cộng đồng, từ nay đến đầu năm 2022 sẽ tổ chức tiêm cho khoảng 70% dân số. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố phía Nam kiến nghị chính phủ cho phép tổ chức đưa người lao động về quê tránh dịch một cách bài bản và an toàn. Tối 31 tháng 7, Thủ tướng yêu cầu người dân tại khu vực áp dụng chỉ thị 16 tuyệt đối không di chuyển khỏi tỉnh, thành phố, nơi cư trú, trừ những người được chính quyền cho phép. Để đón lao động về quê tránh dịch, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, địa phương sẽ phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai kiến nghị chính phủ cho phép tổ chức các chuyến đón người dân. Khi đó, người lao động sẽ đăng ký để được xét nghiệm và về quê một cách chính thức, tránh tình trạng tự phát làm lây lan dịch bệnh.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, hiện nay 12.500 lao động ở các tỉnh phía Nam đã đăng ký về quê. Địa phương nỗ lực làm việc này nhằm san sẻ gánh nặng với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Chúng tôi đón người lao động về quê trước hết là để thể hiện tình cảm, trách nhiệm với công dân Phú Yên. Các tỉnh phía Nam đang phong tỏa, áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Người dân mất việc làm nên họ tha thiết được về quê để tránh dịch COVID-19. Ông Thế nói và nhận định, nếu người dân bức bách tự về quê, họ sẽ gặp rủi ro và tạo nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Tỉnh Phú Yên đã giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh này làm đầu mối liên hệ thêm các đơn vị vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lên phương án vận chuyển người dân Phú Yên về quê tránh dịch trong thời gian sớm nhất. Các huyện, thị xã, thành phố của Phú Yên được yêu cầu lập các khu cách ly tập trung dự phòng tình huống có nhiều người về từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương phải cách ly y tế. Tỉnh này bố trí riêng một máy xét nghiệm RT-PCR cho người về từ vùng dịch. Trường hợp xét nghiệm âm tính sẽ được cách ly tại nhà, địa phương có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, tránh làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Hiện nay, Phú Yên đã lập đường dây nóng thông qua tổng đài 1022, công khai số điện thoại của Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai để người dân đăng ký danh sách về quê. Tỉnh này cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách người dân đăng ký về quê theo từng địa phương để theo dõi và giám sát. Trong tuần qua, Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với doanh nghiệp vận tải triển khai 3 đợt, mỗi đợt 20 xe đưa 1.100 người dân tại thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch. Theo Sở Y tế Phú Yên, đến ngày 1 tháng 8, địa phương đã ghi nhận tổng cộng là 1.345 ca mắc COVID-19. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.